Hai, chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền 6886. Nội dung chính của đêm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta đăng ký một cái ví điện tử mới On uh, Mira. Đối với ví điện tử này thì nó gồm có những cái chuỗi web3, mft và phần đáp uh, uh, nha anh em. Nó tương tự như là ví Trust Wallet hoặc là MetaMask, ok nha. Thì đối với cái ví này uh, nó đang có một chương trình analog là chúng ta sẽ đăng ký miễn phí và chúng ta sẽ nhận ngay cho mình là 10 cái token của nó, ok ha token này là một token ví à, mới giống như là ví chết với led ngày xưa anh em như cái đồng TWT nếu như ngày xưa anh em đã từng là biết được cái token đó hoặc là sàn điện tử BNB thì anh em sẽ thấy được cái giá trị tiềm năng cực kỳ của từng cái ví ha thì đối với ví này thì nó vừa mới ra thôi thì đương nhiên cái tính năng của nó thì nó sẽ không bằng những cái ví đã đi trước nhưng mà về cái cải tiến của nó anh em nó sẽ hơn những cái ví mà đã sự đã từng là có mặt trên thị trường anh em tại vì những cái ví điện tử mới hay sàn giao dịch mới lúc nào nó cũng sẽ có những cái phần quà hấp dẫn hoặc là những cái gọi là cải cách à, giúp cho cái à, giao dịch tiền điện tử nó sẽ tốt hơn. Ok ha. Phí ga, phí gas thì nó cũng thấp hơn. Ok. Thì đối với chuỗi quý này anh em, nó gồm có ba cái mạng nha anh em. Thì thứ nhất là Binance, hai là Ethereum và mạng Tron. Ok ha và nó sẽ có trên hai hệ điều hành luôn, Android và iOS ha. Thì anh em nào cứ sử dụng hệ điều hành nào thì có thể sử dụng cái à, cái đó để tải về. Rồi À, thì mình sẽ tìm hiểu sơ qua về cái vấn đề mà cái ví này nó hoạt động như thế nào à, thứ nhất là về quản lý tiền điện tử và NFT thì đối với cái ví này nó cũng sẽ có những tương tự như nè anh em đó thứ nhất đó là nó cũng sẽ quản lý tất cả tài sản của mình anh em nó nó gọi là cái ví phi tập trung anh em nó không phải là cái sàn giao dịch cho nên nó tương tự như WeTrust luôn ha tức là tài sản của mình thì mình giữ thôi cái khay và cái gọi là cái code hay là cái mã QR code anh em thì uh, của bên mình thì mình giữ ha ok uh, đối với cái đáp này thì nó cũng tương tự như we trust anh em metamask ha cũng uh, phần web 3 rồi cũng có luôn anh em cũng rất là hay ha rồi ở đây có cái hay nữa là anh em tức là hiện tại chúng ta có thể là nhắn tin uh, trên cái trình uh, trên cái ví điện tử này luôn ha và chúng ta cũng có thể là trao đổi coi từ cái ví của mình sang những ví khác và hiện tại nó đang beta cho anh em beta ha cái này là đang beta thì mình nghĩ tiềm năng về cái ví này về cái đồng coi của nó mình nghĩ cũng sẽ rất là bay á nếu như À, trong tương lai à, nó cũng như là trust led thì rất ok luôn anh em sẽ kiếm khá là nhiều tiền nếu như anh em chia sẻ mạnh cũng như là anh em, anh em mua ido của nó ha rồi thứ nhất là nó sẽ cho chương trình là nhận Android và một cái quà tặng mft à, và nhiều cơ hội kiếm tiền hơn ok thì sắp tới nó sẽ cập nhật cái vấn đề này rồi thứ nhất đó, về cái chuỗi khối của nó hiện tại thì sắp tới nó sẽ hỗ trợ là trên 80 cộng anh em tức là nó sẽ hoạt động là 80 cái chuỗi khối ha Như hiện tại bây giờ những cái ví khác thì nó đã hơn rồi Nhưng mà ví này nó mới cho nên nó chưa có cái số lượng nhiều Và mục tiêu của nó anh em sẽ là khoảng là một triệu người ha Trên một triệu người và quý 4 Và hiện tại 200 người cộng này là đang là quý 2 nha anh em Cái ví này cũng vừa mới ra thôi cho nên anh em hãy nhanh tay và nắm bắt những cái cơ hội nha anh em Ok Thì đối với token này thì nó sẽ có tổng nguồn cung sẽ là 1 tỷ nè Đó thì anh em nhớ lưu ý á, thì mình sẽ ghim tất cả các contract của nó này À, bên dưới phần mô tả bình luận video luôn thì cái contact đó anh em có thể áp vào cái Vitrus Wallet MetaMask được nha mục tiêu của quý ba sẽ là nó sẽ ít 300 phần trăm anh em rất là ok nè rồi và đây là chương trình phân bổ Adderop của nó nha anh em đây thì cái hạt giống là 3 phần trăm này rồi cái uh, Adderop Bounty chỉ có 3 phần trăm thôi anh em rất ít ha Nói chung nó dành vào những cái việc khác rất là nhiều là stacking thì 13 phần trăm Ok thì anh em cứ tìm hiểu nha thì mình thấy cũng khá là ok á rồi và đây là cái mô hình phân bổ của nó rồi anh em có thể kéo xuống dưới này đọc cho mình ha giảm giá hạt giống 3 phần trăm không chấm một đô 10 phần trăm số tiền mua sẽ được khóa ngay lập tức 90 phần trăm còn lại sẽ được mở khóa với dạng 15 phần trăm cho mỗi ngày 60 ngày Ok nếu như nó đi một cái chương trình này nè mình thấy khá là hay anh em thì cái đồng mà token của nó sẽ không bị xả ha cái thứ hai á, nó sẽ có giá trị cực kỳ khủng là em À, nếu như đến một giai đoạn nó bán trước đã lên đến 0.1 rồi hiện tại nó đoán là 0.01 nha anh em. Nếu anh em mua hiện tại à, là 0.01 thì nó lên tới 0.1 á thì lúc đó nó đã ít 10 lần rồi anh em, ít 10 lần rồi. Đó cho nên ha thì mình à, nắm bắt cơ hội này, mình cũng có thể mua à, cái token này trên các à, sàn giao dịch phi tập trung như là à, sàn à, Besque Swap hoặc là coi đều được nha anh em. Rồi, anh em thích thì mua không thích thì thôi, thì cái này chúng ta cứ nhận a rất miễn phí thôi anh em. Rồi đây là MFT của nó ha, thì đội hình phân bổ rồi. ở đây mình sẽ kéo xuống mình sẽ xem cái kênh Twitter, cái kênh truyền thông của một cái dự án thì mình rất quan tâm. anh em nhớ ha phải theo dõi nó, tại vì mình đã theo dự án nào thì mình phải theo dõi cái dự án đó. rồi anh em nhấn vào cái chuông luôn để nó có cái thông báo nha anh em. À, mình sẽ bật lên ha tất cả Twitter này, ok thì nó sẽ thông báo cho chúng ta. mình thấy cái dấu tích này là ok nha anh em. thì khi mà nó có một cái chương trình mới thì nó sẽ thông báo lên trên này, ok thì đây là kênh Twitter của nó thì mình cũng xem qua nó luôn có những bài đăng mới nha anh em luôn có những bài đăng mới nè 18 giờ trước nè Ok ha rồi à, thì hiện tại đang có là khoảng 16k người theo dõi cũng khá là mới nhưng mà được như thế này là cũng ok anh em rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn em cách để chúng ta tạo một tài khoản nha đây là cái giao diện sát play anh em thì anh em cứ gõ cài đặt là on mira cũng được nha wallet thì anh em sẽ thấy được cái biểu tượng của nó như thế này ha thì chúng ta sẽ bấm cài đặt nha anh em cài đặt nè đây là một cái ví à, phi tập trung à, như ví và metamask cho nên rất tiềm năng anh em không nên bỏ lỡ nha thì những cái kèo mà mình review cho anh em á hoàn toàn là miễn phí à, và có cơ hội nha anh em có cơ hội chứ không phải là những cái kèo tàu lao mình đăng lên trên cơ đâu ok thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta cứ bỏ lên như thế này ha thì à, cái công việc của chúng ta là nếu anh em đã có cái ví cũ rồi anh em có thể nhập 12 ký tự vào đây còn anh em đã có kim à, chưa có ví anh em cứ bấm là create new wallet ha thì ở đây hầu như chắc là ai cũng là ví mới ha ok thì ở đây nè cái tên em của wallet đó thì em có thể đặt tên của anh em ha ví dụ như mình là à, cái gì đó kiếm tiền sau 6 đúng không thì mình cứ ghi như thế này thôi đó kiếm tiền nè ok rồi cái code này quan trọng anh em anh em phải nhập mã code nha thì anh em mới nhận được ngay cho mình là cái 10 cái token của nó nếu anh em không có nhận không nhập á thì anh em sẽ không được nhận đâu ok nha anh em lưu ý tại vì cái này là cái bắt buộc chúng mình không muốn anh em nhập mã code đâu thì anh em có thể thích nhập của người khác cũng được nhưng mà bắt buộc anh em phải có cái mã code thì anh em mới nhận được 10 cái token à, của cái quý là Onmira à, này ok nha rồi sau khi chúng ta nhập mã code rồi anh em bấm chữ là continue nha anh em cái này mã code của bạn mình mình nhập vào ha thì nói chung á thì anh em có mã code ai thì có thể nhập thì cái mã code thì mình cũng để ghi bên dưới phần mô tả luận video thì ở cái màn hình chính này anh em nó sẽ tắt đi nha nó sẽ không có hiện lên 12 ký tự ở đây cho anh em đâu ok ha thì mình đang bị khó màu đen chắc chắn là như vậy ha thì anh em nhớ copy hoặc là anh em chụp cái hình cái 12 ký tự này để anh em lát nữa anh em uh, thu xếp để anh em mà uh, nhập vào nha anh em, đúng 12 ký tự. Ok thì sau khi hiện ra 12 ký tự rồi anh em thì anh em cứ bấm chữ là continue thì anh em tiếp tục ha. Và anh em sẽ nhập lại đúng 12 ký tự đúng số thứ tự của nó mà lúc nãy chúng ta đã chụp bằng hình hoặc là chúng ta copy ha. Anh em lưu ý nha. Rồi, sau khi chúng ta nhập đúng thứ tự 12 ký tự rồi, anh em tiếp tục bấm cái từ là continue là để chúng ta qua cái màn mới ha. Ok thì nó đang lót cho anh em tại vì cái 12 ký tự này là màn hình nó sẽ tối lại nó sẽ không cho chúng ta là hiện trên màn hình đâu chúng ta sẽ không quay lại được ha rồi bây giờ nó yêu cầu chúng ta là sẽ tạo cái mật khẩu à, gồm 6 chữ số để sau này chúng ta đăng nhập vào quý nha anh em ok ha rồi sau khi chúng ta tạo mật khẩu xong thì anh em thấy không bạn vừa nhận được là 10 cái đồng là ALMR tức là cái token của ví à, on uh, mira này nha anh em ok thì anh em tắt cái này đây thì anh em sẽ thấy giao diện của quý như thế này ha thì hiện tại nó có khá là nhiều đồng coi à, anh em để ý nè cái mục này nó tương tự như là quý treo ha thì gồm có nè thứ nhất đó, uh, swap nè uh, chat nè rồi uh, defi rồi uh, earn rồi sức tin thì ở đây có dấu cộng nè để chúng ta thêm những những cái token mà chúng ta thích thêm ha ví dụ đây anh em bấm dấu cộng vào thì ở đây nó tương tự thôi ở đây anh em cứ chọn mạng ví dụ hiện tại nó đang hoạt động ba cái mạng này ethereum nè uh, binance C và matic ha thì anh em có thể thích thì anh em có thể áp thêm cái token mới từ ba mạng này vào thì cái contract đó, thì anh em cứ dán vào đây đó cái tên của nó thì nó sẽ tự động hiện à, sau đó anh em bấm chữ đông ở bên dưới là chúng ta đã tạo cho mình một cái token mới thành công đó đó là vấn đề chúng ta áp token từ cái ví điện tử khác ngoài ra anh em thì ở đây anh em còn thấy cái chữ swap này ở trên này chúng ta cũng có thể swap từ tất cả các đồng coi ở tất cả các sàn được nha anh em. ví dụ như Uniswap hoặc là cây nè, hiện tại nó đã hiển thị trên này rồi. anh em có thể chọn những cái token ở đây. ví dụ như anh em có thể nhập cái contract nó vào đây anh em, thì nó sẽ hiện ra cái token. thì anh em muốn chuyển từ cái token đó sang như những cái uh, token khác thì anh em có thể vào đây ha. À, chúng ta cũng có thể chuyển mạng được anh em, rất là hay ha. cái này uh, sắp tới nó sẽ cập nhật thêm nha anh em, chứ không phải là như thế này không. rồi ở cái mục chat này chúng ta cũng có thể là nhắn tin ở ở trên này với những cái à, à, bạn mà có cái cùng cái id ví của mình ha ví dụ như những người mà sử dụng cái ví này chúng ta có thể là chat trên này nhưng mà hiện tại cái bản này là bản beta thôi sắp tới nó sẽ là à, bản chính thức nha anh em rồi ok thì đây nó sẽ có một số cái bitcoin à, cái size à, ở đây thì em có thể vào để tham khảo ha để chúng ta in à, cái token là arml à, à, gì đó anh em đó, gọi là token của cái ví này á, ví on mira á. rồi ở chữ on, on này là chưa có anh em on này là tức là không biết sinh chúng ta mời bạn bè ha rồi chúng ta vào chỗ cài đặt xích tin này. anh em sẽ thấy ở đây ví dụ như là hiện tại bên wallet này anh em sẽ chưa thấy cái token của mình chưa có là anh em không đây thì hiện tại giá token này là 0.03 đó, rất là cao rồi anh em. Ví dụ như là sắp tới ví dụ nó list nó bay cao nữa thì anh em cứ nghĩ đi, nó có 1 2 đô là chuyện bình thường nha anh em. Cho nên anh em lưu ý ha, chúng ta nhận được free chúng ta không nên bỏ qua những cái kèo này. Rồi, mình sẽ tiếp tục là vào cái chỗ settings để mình lấy cái token uh, uh, của cái ví này đi ra ngoài ha. Ok. Rồi, anh em nhớ ha, vào cái chữ là refer này để anh em lấy cái token này ra. Đó, anh em thấy không? Rồi anh em nhấn vào chữ withdraw nha anh em để nó hiện hiển thị cái token của mình ra ngoài quy chính ha rồi nó ghi cho chúng ta là nó sẽ 24 giờ ha rồi anh em bấm chưa đông này rồi anh em trở ra này anh em quay lát này anh em sẽ chưa thấy được ha thì sau 24 giờ nó sẽ cộng ở cái ví của chúng ta ở đây nha anh em nhưng mà cái cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta uh, withdraw được anh em cái 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 luật của nó này mình sẽ nhấn vào cái luật của nó anh em cái đây dấu y ở trên này thì min để chúng ta đưa ra ngoài là mini withdraw là 15 cái token này nha anh em và khi đưa ra ngoài rồi thì chúng ta cũng có thể swap ra USD nhưng mà mình nghĩ anh em anh em cứ cái token này là token quý cho nên anh em cứ hâu giúp cho mình nha hâu nha đừng có swap nha anh em thì để mà có được 15 cái token này rất đơn giản thôi anh em anh em chỉ cần là lấy một cái điện thoại khác anh em tạo thêm một cái tài khoản nữa thì anh em đã có ngay cho mình là năm cái đốc token là ALMR đó, cái tài khoản mới anh anh em tạo cũng được một cái phần quà 10 cái token này. Và cái người mà dưới của anh em á à, sẽ tạo ra cho anh em là năm 5, thêm năm 5 token nữa anh em thấy không? Rất là ngon luôn. Thì cái này mình khuyên anh em á có một cái điện thoại khác thì chúng ta cứ lấy là tạo thôi cũng chả cần người ai cũng được anh em. Ok ha. Rồi đây là cái đường link nha anh em, đường link này anh em nhấn vào chia sẻ này. Thì anh em bấm sau chép cái đường link này, anh em đi chia sẻ cho bạn bè, hội nhóm ha. Họ đăng ký, họ nhập code của anh em thì anh em sẽ có thêm là năm cái token là À, ALMR anh em ha, mình không biết cái token này mình khó đọc quá anh em, nó dài quá mình khó đọc này ALMR ok rồi chính xác ha rồi rồi đó là một vừa rồi mình đã review sơ qua về cái quý điện tử mới à, anh em nên nhanh tay nha đây là bản beta uh, chị thử nghiệm sắp tới nó sẽ có những cái chương trình ARB và phân bổ token mới thì mình sẽ ra video tiếp tục cho anh em nha chúc tất cả anh em và mọi người luôn thành công bye bye.